Cử tri xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai phản ánh khu vực tại ga Trảng Bom, nút giao giữa đường sắt và đường bộ luôn bị ách tắc giao thông. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, huyện đã có văn bản kiến nghị ngành đường sắt mở rộng bề rộng đường ngang đường sắt, phần mặt đường xe chạy nằm trong hành lang an toàn và hành lang bảo vệ đường sắt tại vị trí này từ năm 2018 đến nay, nhưng chưa được giải quyết. Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm sớm xem xét xử lý để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực ga Trảng Bom. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh ra soát trả lời ý kiến cử tri. Cụ thể về việc này, tại buổi làm việc về kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các điểm giao cắt đường bộ đường sắt trên địa bàn huyện Trảng Bom do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam mở rộng đường ngang, vị trí lý trình km số 1677+270 thuộc phạm vi quản lý phù hợp với bề rộng mặt đường bộ hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện khi qua lại đường ngang. Tuy nhiên, qua các lần kiến nghị, đến nay Ban An toàn giao thông tỉnh vẫn chưa nhận được phản hồi của các cơ quan đơn vị quản lý ngành đường sắt. Ban An toàn giao thông tỉnh đã kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển ý kiến của cử tri đến đoàn đại biểu Quốc hội để kiến nghị trực tiếp bộ ngành trung ương liên quan để có phương án chỉ đạo xử lý. Cử tri xã Bầu Hàm, huyện Trảng Bom kiến nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin rộng rãi về nhu cầu và thủ tục xuất khẩu lao động để người dân biết, tìm hiểu khi có nhu cầu. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, hiện nay người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài chủ yếu thông qua các hình thức như các chương trình do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức như chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài đi làm việc tại Hàn Quốc, chương trình thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản của tổ chức IM Japan, chương trình học tập và điều dưỡng tại Nhật Bản và Cộng hòa Liên bang Đức, v.v. Người lao động có nhu cầu tham gia các chương trình này có thể tìm hiểu thông tin tại trang website của Trung tâm Lao động nước ngoài, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoặc website của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh để được hướng dẫn chi tiết cách nộp hồ sơ đăng ký. Ngoài ra, một số hình thức khác như doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề, dưới 90 ngày đăng ký tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trên 90 ngày đăng ký tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Hợp đồng lao động trực tiếp giao kết được xác nhận tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội.